Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Nhất Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối về Cali các bạn. Và hôm nay đó ở Cali cũng đã bước qua ngày đầu tiên của tháng 8 rồi. Và ở Việt Nam đây còn đã bước qua là ngày thứ tư. Và tháng 8 này là một tháng cũng sẽ rất là bận rộn đối với Thuần các bạn. Tại vì như bạn cũng đã biết là Thuần cũng chuẩn bị dọn nhà. Và Thuần sẽ bắt đầu dọn tuần sau nhưng mà phải tốn ba tuần các bạn. Tại vì Thuần có có con nhỏ cho nên phải dọn từ từ. Nhưng mà đây sẽ là cái tháng cuối cùng các bạn thấy cái background này qua tới bên kia đó. Thường sẽ có một cái studio lớn hơn Thì đương nhiên các bạn vẫn sẽ thấy cái kệ này nhưng mà nó sẽ xa hơn một chút Và có một cái background toàn diện hơn Chúng ta bây giờ hãy trở lại đi thì ngày hôm nay đó Thuận đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những thông tin Thường muốn chia sẻ Và có rất nhiều drama hôm nay các bạn liên quan tới Curve, liên quan tới Hex Liên quan đến Coinbase, và Ball, liên quan tới rất nhiều thứ khác như là FTX vân vân và ở phần cuối của tập này đó Thuần cũng sẽ dành thời gian để mà quay thưởng cho cái chương trình ở trên Facebook các bạn Đó là một trong những câu hỏi mà Thuần nhận được rất nhiều trong vòng 2 ngày hôm qua Hôm nay sẽ là ngày mà Thuần sẽ quay thưởng cho chương trình trên Facebook Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với một số những thông tin nổi bật cho thị trường tài chính nói chung đi Thì nói tới thông tin nổi bật thì hôm nay đã có một vài thông tin thôi các bạn Trước hết thì chúng ta đã nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay đó là một màu đỏ cho chỉ số Nasdaq các bạn Xuống khoảng chừng là 0.43% tuy nhiên các bạn thấy là nasdaq cũng đã tăng rất là nhiều từ đầu năm tới bây giờ rồi hôm nay là chỉ điều chỉnh nhẹ mà thôi chúng ta thấy là chỉ số S&P 500 đó thì giảm 0.27 cũng không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà chỉ số Dow Jones thì ngược lại lại tiếp tục tăng trưởng các bạn tăng 0.2% PreMarket thì bây giờ thì cả ba đều đỏ hết và giảm khoảng chừng là từ 0.3 tới 0.55 và một trong những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay được chia sẻ đó chính là cái thông tin liên quan đến Fitch các bạn Fitch là một cái công ty mà họ xếp hạng nhiều loại tài sản khác nhau và một trong những loại tài sản mà họ xếp hạng đó chính là liên quan đến công trái phiếu tại Hoa Kỳ thì các bạn đã biết là công ty Hoa Kỳ đó là cái loại công trái phiếu gọi là an toàn nhất trên thế giới tại vì chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ vỡ nợ nhưng mà đợt này đó thì không biết tại sao Fitch lại ra quyết định là họ sẽ hạ một bậc xuống khi mà xếp hạng công trái phiếu Hoa Kỳ để hiểu đơn giản hơn đó là họ cho thấy được bên trên này các bạn thấy là đã đi từ cái xếp hạng là AAA và xếp hạng thành AA cộng các bạn nghĩa là lại giảm xuống một bậc rồi thì đây là xếp hạng độ an toàn của công trái phiếu có nghĩa là cái độ vỡ nợ của công trái phiếu đó thì tại sao lại bị giảm một bậc như vậy và giảm như vậy đó thì giảm tới mức nào các bạn Thì đầu tiên hết các bạn nên nhìn vào cách xếp hạng liên quan đến Fitch các bạn Thì Fitch uh, xếp hạng đó thì họ bắt đầu từ AAA Đây là cái loại xếp hạng mà cao nhất, có nghĩa là bất cứ một công trái phiếu nào mà trong cái dạng AAA này là loại công trái phiếu cực kỳ an toàn Rồi sau đó chúng ta được là cái kế tiếp đó chính là loại AA rồi loại A, rồi kế đó loại B, 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 B rồi BB, rồi B, rồi C rồi ID và D nói chung đó, thì các bạn không có muốn lưu trữ nhiều công trái phiếu mà nó xếp hạng à, loại B trở xuống và bây giờ đó công trái phiếu dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống một bậc các bạn từ AAA trở thành AA thì coi như là cũng rất là an toàn các bạn nhưng mà đã giảm xuống một bậc rồi thì lý do tại sao mà công ty xếp hạng này lại ra quyết định là giảm một bậc thì à, họ nói là trong vòng 20 năm qua đó thì cái cách mà quản lý nợ trần của Hoa Kỳ đã khiến cho có nhiều cái sự lo lắng cho nên bây giờ họ quyết định là giảm một bậc và thêm vào đó nữa đó là họ cảm thấy được là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ có thể là đi vào một cái suy thoái nhẹ vào khoảng chừng là quý 4 của năm nay hay là quý 1 của năm sau. Vì lý do đó họ đã ra quyết định là giảm một bậc. Và đương nhiên ở bên phía của Nhà Trắng, nghĩa là cái phía của chính quyền Tổng thống Joe Biden thì không đồng ý với cái sự giảm một bậc này. Nói là tình hình kinh tế Hoa Kỳ rất là tốt, không lý do gì mà lại bị giảm một bậc hết. Đối với thuận đó thì các bạn thấy giảm một bậc như vậy thì cũng không có nghĩa gì đâu. Tại vì trên căn bản đó, chính phủ Hoa Kỳ làm sao bỡ nợ được các bạn trong khi fed có thể in tiền khi mà đến cái ngày mà đáo hạn thì lại in tiền tiếp tục mà thôi chứ làm sao mà nợ được cho nên xếp hạng cũng không có ý nghĩa nhiều lý do tại sao mà người ta lưu trữ nhiều công trái phiếu hoa kỳ và xem đó là cái loại tài sản an toàn nhất Tại vì Fed có thể in tiền được Và miễn là đồng đô la là đồng mà có cái sự ảnh hưởng lớn Thì các bạn sẽ thấy là cái việc Hoa Kỳ mượn tiền Rồi có thể in để trả nợ đó sẽ tiếp tục diễn ra và tiếp diễn ra mà thôi Cho nên nhìn cách khác đó xếp hạng nào nó cũng không có quan trọng đâu Nhưng mà hôm nay đây là cái việc mà nhiều người bàn tán nhất Là Fitch đã giảm cái độ xếp hạng của công trái phiếu dài hàng Hoa Kỳ xuống một bậc Và chúng ta cũng nhìn thấy được là thêm vào đó đó Chỉ số DXY lại tăng ngược trở lên các bạn Không có tiếp tục giảm nữa Mà bây giờ đó lại tăng ngược trở lên một chút

Các bạn thấy được chúng ta chỉ mới thấy chỉ số DXY này đã giảm nhẹ một chút xíu xuống dưới 100 điểm mà thôi nhưng mà bây giờ lại đi ngược trở lên rồi. Và đương nhiên đây là cái chỉ số so sánh sức mạnh đồng đô la với những đồng khác các bạn. Những đồng như là chúng ta nói tới đồng bảng Anh, đồng Euro, đồng Yen vân vân thì các bạn đã thấy được là bây giờ đó đồng đô la vẫn còn đang rất là mạnh. Thì đây là hai cái thông tin lớn liên quan tới tài chính nói chung. Chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của dầu thì sao các bạn? Hợp đồng của dầu thì lại tiếp tục tăng một chút xíu nữa ở mức là 82 80... 2 đô và 9 cent cho một thùng dầu các bạn Còn vàng đó thì uh, hiện bây giờ đã giảm một chút các bạn Đã dưới 2.000 đô ở mức là 1.984 đô cho một ounce vàng Còn về crypto thì sao các bạn Về BTC nói riêng đó, thì các bạn đã thấy là ngày hôm qua Và phần lớn ngày hôm nay đó chúng ta đã thấy là dưới 29.000 đô Và thậm chí hôm nay đã có lúc giảm xuống còn 28.563 Nhưng mà sau đó lại có một đợt tăng mạnh lên các bạn Và tăng nhanh trong vòng 3 giờ đồng hồ vừa qua đó đã lên tới mức là 30.000 đô bây giờ đang điều chỉnh xuống một chút các bạn ở mức là 29.677 nói chung đó thì hôm qua đã có nhiều cái sự lo lắng nói là wow, BTC đó sau khi mà đã giảm xuống 29.000, đợt này lại không tăng mà còn giảm xuống dưới cái mức là dưới 29.000, xuống mức thấp nhất trong vòng 24 giờ qua là 28.500 đô. À, nhưng mà ngược lại các bạn thấy là hôm nay đó lại đi trở về cái vùng chúng ta đã thấy trong vòng mấy tháng qua rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được là từ 29 cho tới 31.000 là cái uh, vùng mà chúng ta đã thấy cho nên cũng không có gì gọi là quá đặc biệt hết các bạn. Nói chung đó thì BTC cũng như vậy mà thôi, vẫn đang giao dịch một phạm vi rất là thu hẹp còn về thông tin lớn liên quan tới tại sao mà có sự tăng trưởng đó thì thật ra cũng không có cái thông tin nào lớn ngoại trừ việc là chúng ta thấy là MicroStrategy thông báo đã mua thêm 467 BTC. Đây là thông báo trong cái công bố tài chính quý 2 của họ và tương đương với việc là họ mua thêm 14,4 triệu đô la trong thời điểm đó hiện bây giờ họ nắm giữ là 152.800 BTC nhưng mà thật ra đây không phải là thông tin tại sao mà BTC tăng trưởng nữa các bạn tại vì thường đó khi mà Michael Saylor công bố là đã thu mua BTC thì giá thường sẽ giảm sau đó các bạn đợt này không biết có ngoại lệ hay là không nhưng mà các bạn đã thấy là họ lưu trữ một số lượng không hề nhỏ là hơn 152.000 BTC và chi tiết hơn đó nếu các bạn quan tâm muốn biết là họ mua số lượng BTC này trung bình giá mức nào thì các bạn thấy được là con số 152.800 BTC này đó họ đã mua bắt đầu là từ năm 2020 các bạn tháng 8 năm đó cho đến bây giờ và chúng ta đã thấy được là cái mức mà họ mua trung bình là 29.600 68 đô nghĩa là ngay lúc nào video này đó là 26.700 đô thì họ đã có lời một chút xíu rồi các bạn và đó là cái mức trung bình mà họ đã mua trong vòng 3 năm qua không biết là có nhiều người hay thích cười Michael Saylor nhưng mà thật ra các bạn đã thấy là sau một thời gian dài đó thì họ cũng đã hiểu cách để mà trung bình giá một cách hợp lý hơn tại vì ban đầu đó thì họ mua số lượng rất là lớn và Thậm chí khi mà giá BDC tăng trưởng đó, các bạn đã biết là mới đầu mua thì mức giá BDC rất là thấp Nhưng mà khi mà tiếp tục tăng trưởng lên tới 30.000, 40.000 đó thì lúc đó MicroStrategy lại thu mua số lượng lớn hơn nữa Tính theo tôi nhớ là hàng tỷ đô la Cho nên cái mức mà họ mua ở mức cao đó cũng không hề ít đâu các bạn Cho nên bây giờ họ mua ở những mức thấp hơn đó thì bây giờ ít ra họ cũng đã trung bình ngang với cái mức giá của BDC hiện tại Và đương nhiên khi mà BDC giảm xuống giống như là 15.000 thì nhiều người cười nói thấy chưa mua BTC mấy năm qua bây giờ đó thì lại lỗ phân nữa. Nhưng mà nếu BTC tiếp tục tăng trưởng như là những chu kỳ trước đây các bạn thì sẽ như thế nào khi mà giá BTC trở về cái định cũ là 69 000 đô, rồi sau đó có thể là gấp đôi con số đó 120.000 đô, thậm chí là 300.000 đô và nhiều năm sau này có thể lên tới một triệu đô như là Wood nói như là nhiều người tin tưởng thì sẽ ra sao các bạn? Lúc đó thì người có thể cười cuối cùng đó chính là Michael Saylor. Và lúc đó đó thì công ty MicroStrategy có thể mang đến biết bao nhiêu là lợi nhuận Tại vì họ lưu trữ như BTC cho cổ đông Và các bạn nên biết đó là mọi người cười Michael Saylor, cười MicroStrategy Những lúc mà BTC không tốt nhưng mà cái mà họ không có để ý đến đó chính là giá cổ phần của MicroStrategy Luôn tăng trưởng các bạn và cái cổ phần Bây giờ so với cái lúc mà bắt đầu thu mua BTC hồi tháng 8 năm 2020 đó Thì cái mức giá cổ phần đã tăng rất là nhiều rồi Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy có rất nhiều người thu mua cổ phần của Michael Strategy và đưa tiền cho công ty để tiếp tục mua BTC. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có một quỹ Bitcoin Spot ETF thì cái cổ phần của MicroStrategy là một cái gì đó nó cũng gần như tương tự như là có một Bitcoin Spot ETF tại vì công ty này chỉ dùng để thu mua BTC mà thôi, họ vẫn kinh doanh nhưng mà cái phần kinh doanh phần mềm của họ đó không phải là cái phần chính nữa. Chiến lược thu mua BTC mới là chiến lược chính của công ty MicroStrategy và điều mà quan trọng hơn đó là MicroStrategy đã dẫn đầu trong cái phong trào là những công ty có thể lưu trữ BTC ở trong danh sách Các bạn biết đó là trước đây có thể nhiều nghĩ đến nhưng mà họ cảm thấy là cũng hơi khó có thể là phải thuyết phục cổ đông Rồi sau đó đó còn những cái rắc rối giống như là liên quan đến việc là khi mà để BTC ở trong cái danh sách công ty Thì về việc là tính tài sản đó khi mà nó tăng giá giảm giá như thế nào khi mà chúng ta nói tới kế toán kiểm toán Cho nên có rất nhiều cái sự rắc rối trước đây nhưng mà các bạn thấy là MicroStrategy đã là công ty dẫn đầu để giống như là thử nghiệm lưu trữ BTC và những công ty khác nó cũng cũng đã học theo các bạn, chúng ta cũng đã có nhiều công ty đang hiện bây giờ lưu trữ BTC trong ngân sách của họ. Giống như chúng ta nói tới công ty Block, chúng ta nói tới Tesla vân vân. Và trước khi mà công ty MicroStrategy nói là thu mua BTC thì trước đó đó hầu như cũng ít ai biết đến công ty này các bạn. Các bạn đã thấy là BTC đã là một cái gì đó có thể khiến cho mọi người biết đến. Giống như chúng ta nói tới MicroStrategy tôi nói tới El Salvador khi mà họ công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức ở Salvador thì đã nhiều người biết đến hơn thì cái công dụng của BTC đó cũng là một phần là công dụng quảng bá các bạn để cho nhiều người biết đến hơn và cái số lượng BTC họ lưu trữ bây giờ đó đã đáng giá lên tới là hơn 4 tỷ rưỡi các bạn khi mà giá của btc giống như là trở về đỉnh cũ đó thì con số này sẽ gấp đôi nói chung đó, thì họ là một trong những công ty mà có chiến lược đầu tư dài hạn cho tới bây giờ vẫn tiếp tục thu mua các bạn và không chung bước và có thể là các bạn cười họ hay gì nhưng mà các bạn đang thấy là trong thời kỳ mà mọi thứ sôi động mọi người đang fomo thì nói về lòng tin của mình về btc về tài sản cư được số về tiền điện tử rất là dễ dàng các bạn ai cũng giống như là đồng tình nhưng mà khi mà mọi thứ trở nên tệ hơn đó thì các bạn nói về tương lai của BDC, nói về tương lai crypto đó thì thậm chí nhiều người còn phản bác ngược lại nữa và vì lý do đó đó nhiều người các bạn thấy là trong thời điểm tốt thì họ hô hào về crypto nhưng mà thời điểm xấu đó thì họ sẽ im lặng hơn nhưng mà các bạn thấy là Michael MicroStrategy thì hoàn toàn không chung bước. Đây là một chuyện công ty mà sẽ tiếp tục tiến tới trong một chu kỳ nữa với chúng ta. Rồi, chúng ta hãy nhìn chung thị trường crypto nói chung đó thì các bạn đã thấy là ngày hôm nay ngoại trừ HEX tiếp tục giảm 35%. Lý do thì các bạn đã biết là ngày hôm qua đó chúng ta đã thấy là SEC đã đệ đơn kiện Hacks cùng với lại kiện Richard Hoy hay là tên thật là Richard Schuller chúng ta đã nói tới trong video ngày hôm qua rồi. Nhưng mà phần lớn đó các bạn thấy là chúng ta đều có màu xanh xuất hiện ngày hôm nay. Ngoài chi FTT các bạn FTT cũng giảm 9.5. Lý do tại sao thằng như chia sẻ thêm một lát nữa tại vì chúng ta có thêm thông tin liên quan tới sàn FTX 2.0 Thì tại sao lại có thông tin về sang FTX 2.0 nhưng mà đồng FTT đã giảm như vậy Chúng ta nói về vấn đề đó một lát nữa Nhưng mà đầu tiên hết chúng ta hãy nói về Hex Thì đã có một cái cập nhật, cập nhật này đó là đến từ Richard Hoy các bạn Mà Richard Hoy cũng đã chia sẻ một cái video uh, về cái cảm nghĩ của mình khi mà bị kiện về SEC Thì video dài khoảng chừng là 2 phút và 4 giây Thường sẽ không có play video này với các bạn thì vì nó cũng khá là dài Nhưng mà trên căn bản đó, Richard Ho đã chỉ ra được là SEC ngoài miệng đó thì nó là muốn bảo vệ nhà đầu tư Nhưng mà đã bảo vệ được bao nhiêu nhà đầu tư rồi Các bạn thấy được là những sự kiện như là liên quan đến uh, Luna liên quan tới UST, liên quan tới Voyager, Celsius, FTX Tất cả những cái sự kiện lớn đó thậm chí nhiều công ty đó là ở Hoa Kỳ thì SEC cũng không bảo vệ được ai và mỗi lần mà SEC kiện đó, một dự án nào đó thì cái token đó lại giảm giá mạnh giống như là hacks bây giờ thì có thật sự là bảo vệ nhà đầu tư hay là đang làm hại nhà đầu tư đó là cái tóm tắt của nội dung được chia sẻ bởi Richard Hall trong cái clip ngắn này cái đây là một cái cuộc phỏng vấn dài hơn nhưng mà clip ngắn này là clip nói riêng về cảm nghĩ của Richard Hall liên quan tới SEC thì Richard Hall nói cũng không có sai các bạn nhưng mà điều mà thuận muốn chia sẻ ở đây là những điều đó nó cũng thật sự không có liên quan trực tiếp đến việc là SEC kiện Hacks và kiện Richard Hoy thì trong cái clip ngắn này đã cũng không có giải thích được là tại sao Richard Hoy nghĩ là đồng Hacks và Paul tất cả những cái đó đều không phải là chứng khoán Richard Hoy cũng không có đề cập đến chỉ là chỉ trích SEC mà thôi thì chúng ta không biết được là kết quả cái clip sẽ ra sao nhưng mà ít ra đó thì dựa theo như chúng ta đã thấy được ngày hôm nay đối với những bạn nào mà là fan của Hacks đó, thì Richard Hoy đang có ý định là tiếp tục chiến đấu với và với cái số tiền Richard họ có thì có thể mướn được uh, luật sư uh, một cách thông hậu của bạn và cũng có thể là ra tòa với SEC và xem coi tới đó kết quả sẽ ra sao Nhưng mà các bạn đã thấy là đồng sẽ uh, tiếp tục giảm thêm 31% ngày hôm nay Và nếu chúng ta nhìn vào cái uh, giá của đồng hát uh, trước khi mà có cái vụ kiện uh, là khoảng uh, 0.008 Bây giờ các bạn thấy được là chỉ còn có 0.004 mà thôi để giảm khoảng chừng là 50% rồi các bạn khi mà có vụ kiện này nói chung thì cũng đã có nhiều người lo lắng và họ đã đâm token hacks chúng ta phải chờ đợi khi mà mọi thứ nó đã im lặng rồi đó có thể là vài ngày nữa chúng ta mới thật sự biết được là cộng đồng hacks có vững mạnh hay là không tại vì các bạn thấy được là có nhiều đồng cũng đã bị gọi tên hay là bị kiện bởi SEC nhưng mà các bạn thấy là sau đó thì sao sau đó đó thì các bạn thấy là đồng đó vẫn có thể học phục lại được thì đây cũng là một cái sự thử thách các bạn xem coi là cộng đồng của hacks có thật sự mạnh hay là không về hex Hacks thì có khá là nhiều người so sánh cái sự kiện này có thể là tương tự như là sự kiện của EOS Tại vì EOS các bạn đã biết là một trong những cái dự án mà được bán ICO bởi công ty Block.one Và khi mà họ bán ICO đó thì họ cũng đã kêu gọi được vốn là tính theo thường như lúc đó là khoảng chừng 4 tỷ đô la Về Hacks thì SEC nói là khoảng chừng là 1 tỷ đô la mà thôi nhưng mà cũng là con số không hề nhỏ các bạn Thì công ty Block One cũng đã bị kiện bởi SEC và hai bên cũng đã bắt tay thỏa thuận các bạn và cuối cùng đó thì công ty Block One đã đóng phạt là 24 triệu đô la và sau đó đồng EOS sẽ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày hôm nay. Không biết kỳ này có giống cái đó hay không các bạn. Nhưng mà Thuận cảm thấy được đây là những gì đã xảy ra năm 2019. Những cái thời điểm gần đây đó, hầu như SEC rất là ít xe đồ các bạn. Nghĩa là rất là ít thỏa thuận. Không biết là tại vì công ty không chịu thỏa thuận hay là SEC không chịu thỏa thuận. Chúng ta phải chờ mới biết thêm uh, chi tiết. Một điều khác nữa đó là các bạn nên biết trong cái sự việc liên quan tới EOS là công ty bị kiện thì chính là block one chứ không có bất cứ một nhân vật một nhân viên nào bị kiện trực tiếp hết nhưng mà trong cái sự kiện của hacks á, thì người bị kiện trực tiếp đó chính là richard hart cùng với lại một số những cái đơn vị như là hacks hay là pochang nhưng mà đó không phải là một cái công ty các bạn cho nên đợt này người bị kiện trực tiếp đó chính là richard hart và điều thú vị hơn đó là các bạn thấy SEC rất là thích kiện những công ty ở tòa án new york tại vì họ nghĩ tòa án new york đó sẽ là một tòa án mà không có thiện cảm với crypto nhưng mà các bạn thấy là kết quả đó thì cũng đã phản ngược lại với suy nghĩ của SEC, tại vì thẩm phán Torres lại xử XRP không phải là chứng khoán. Nhưng mà đợt này họ vẫn tiếp tục muốn sử dụng tòa án ở New York các bạn Và để có lý do để sử dụng tòa án New York đó, thì họ phải đưa ra một lý do chính đáng các bạn Chứ không phải là các bạn muốn sử dụng tòa án nào cũng được Thì SEC đã đưa ra một lý do mà nó cũng khá là lỏng lẽo các bạn SEC nói lý do tại sao mà họ muốn kiện ở tòa án New York chứ không phải là những tòa án khác Là tại vì có rất là nhiều giao dịch liên quan tới hacks trên Uniswap Và thêm vào đó nữa đó là PostX là một cái fork của Uniswap và có ít nhất là một người đầu tư vào PostChain, PostX nằm ở New York cho nên vì lý do đó họ đã ra quyết định là New York là nơi thích đáng để kiện Richard Ho và Hex nhưng mà các bạn thấy được lý do này nó cũng khá lỏng lẻo Một điều rất rõ ràng là sau cái sự việc của XRP thì tuy là Gary Gensler chưa bao giờ nói là sẽ kháng cáo chỉ nói là vẫn đang suy nghĩ hay là vẫn chưa có quyết định gì mà thôi nhưng mà rất rõ ràng là các bạn thấy là SEC đã hoàn toàn không chung bước tiếp tục kiện một số những cái dự án sau đó và chúng ta hãy nói tới tình hình chung của thị trường hôm nay thì các bạn đã thấy được là đã tăng 2% vốn hóa đó thì vẫn hơn 1,2 nghìn tỷ BTC hôm nay hai tăng 2.7% Ethereum cũng tăng 2% các bạn BNB cũng tăng phần trăm tương tự nói chung là một ngày tốt đối với thị trường crypto và một điều đặc đặc biệt hơn nữa đó chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều những công ty phố Wall đã lần lượt đệ đơn để có Bitcoin Spot ETF gần đây nhưng mà chúng ta lại thấy có một hiện tượng nữa xảy ra bắt đầu từ thứ sáu các bạn nhưng mà hôm nay đã lại tăng tốc ngày thứ sáu đó chúng ta có cái công ty có tên là Void Shares thì họ cũng đã đệ đơn để có một cái Ethereum Futures ETF và sau đó đó các bạn thấy được là ngày hôm nay chúng ta lại lần lượt có bốn công ty cũng đệ đơn để có Bitcoin Futures ETF đó chính là Bitwise Roundhill, Hill, và Porsche Thì những công ty này không phải là những công ty lớn ở phố Wall các bạn Nhưng mà cũng là những công ty mà họ thường xuyên cung cấp dịch vụ cho ETF Điều đầu tiên các bạn nên hiểu đó Đây là những cái đơn để có Ethereum Futures ETF có nghĩa là không phải là Ethereum Spot các bạn Đây là một cái ETF cho hợp đồng tương lai của Ethereum Và những công ty này đó hồi tháng 5 đã đệ đơn rồi Nhưng mà sau đó họ đã rút đơn các bạn thì không biết lý do tại sao bây giờ họ lại nạp trở lại trong vòng 3 tháng qua đó có gì để thay đổi họ có phải là nhận được thông tin à, ngầm gì cho nên bây giờ mới để đơn người trở lại hay là không tại vì các bạn thấy là không phải là một công ty mà lần lượt những công ty đó họ đều ua theo làm điều tương tự và trong cái số lượng công ty này đó chúng ta thấy được là có ít nhất là một công ty đó chính là công ty ProShare thì ngày hôm nay đó cái đơn mà họ nạp vào đó chính là một cái Short Ether Strategy ETF nghĩa là đây là một cái quỹ mà các bạn có thể mua hợp hợp đồng hợp đồng này hợp đồng short ether chứ không phải là long ether các bạn thì nói chung đó các bạn có thể thấy được là cái nhu cầu giao dịch etm futures có thể là đang có rất là nhiều cho nên những công ty này họ muốn đi trước một bước không biết là ngày mai đó có thêm công ty lớn nào sẽ đệ đơn để có etm future etf hay là không và đương nhiên futures là bước đầu tiên các bạn rồi chúng ta phải có spot nhưng mà Trước khi mà có Bitcoin Spot ETF tôi nghĩ là chúng ta không nên nói tới Ethereum Spot ETF các bạn Tại vì nếu như mà không có Bitcoin Spot ETF sẽ không có Ether Spot ETF đâu Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là có nhiều động thái cũng khá thú vị đến từ Full war Ngày hôm nay liên quan tới Ethereum Và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng được chia sẻ khá nhiều từ hôm qua tới bây giờ Đó chính là cái sở thuế của Hoa Kỳ đó IRS thì họ đã chính thức nói là nếu như các bạn tham gia vào staking nếu như các bạn tham gia vào team staking Cardano staking thì cái staking reward ấy, phần thưởng đó các bạn phải đóng thuế thì thật ra thông tin này nó cũng không gì gọi là quá bất ngờ hay là một thông tin gì khiến cho mọi người lo lắng đâu các bạn Tại vì chúng ta đã biết là cục thuế đã nói sơ sơ trước đây đó là tất cả những cái thu nhập có được từ crypto Giống như các bạn tham gia vào đào hay là các bạn tham gia vào để mà nhận airdrop hay gì đó đó thì có thể xem như là thu nhập và liên quan đến staking thì cũng là như vậy cho nên đã từ lâu nhiều người xem staking rewards là một cái thu nhập và đương nhiên thu nhập thì phải khai thuế và động thuế cái điều mà thuận cảm thấy quan trọng hơn đó không phải là staking là thu nhập phải đóng thuế cái đó thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn đó các bạn đã biết là SEC không thích staking. À, họ nói staking đó là một cái dịch vụ chứng khoán cho nên các bạn thấy được là công ty Kraken nó cũng phải ngưng dịch vụ này và Coinbase thì nói là họ sẽ tiếp tục chứ không có ngưng thì staking là một dấu chấm hỏi khi mà chúng ta nói tới SEC tại vì họ nghĩ staking là hợp đồng đầu tư nhưng mà trên căn bản đó đâu có hợp đồng đầu tư nào đâu các bạn các bạn tham gia vào staking như mạng lưới đó thì đâu có phải là miễn phí khi mà các bạn tham gia vào staking đó, thì cũng có rủi ro giống như các bạn mà tự chạy một cái máy vai để mà tham gia vào Ethereum thì nếu như mà các bạn mà offline nhiều quá đó thì sẽ bị phạt các bạn và có thể là mất Ethereum cho nên các bạn mới phải để vào 32 ether để bắt đầu có thể tham gia vào staking. đương nhiên các bạn có thể tham gia vào staking với những dịch vụ khác thì không cần 32 ether và không cần phải tự chạy máy vay đây được. nhưng mà dịch vụ đó là phải lấy một phần phí các bạn. thì staking đó, nó không phải là miễn phí các bạn thực sự tham gia vào mạng lưới và các bạn có thể mất tiền nếu như mà các bạn không có theo quy định của cái mạng lưới đó. cho nên nếu nói staking là hoạt động đầu tư đó thì cũng không có phải đâu các bạn. nhưng mà bây giờ ít ra IS đã nói staking là một cái nguồn thu nhập cho cục thuế các bạn khả năng Hoa Kỳ sẽ mở cửa để chấp nhận staking mà thôi cho dù SEC nghĩ sao đi nữa đó, thì cũng không quan trọng đâu tại vì nếu như mà không đó, thì Hoa Kỳ không stake thì sao, sao các bạn có được được lợi gì đâu chỉ mất một phần thuế mà thôi chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa liên quan tới việc làm các bạn tuy đây không phải là cái thông tin về thất nghiệp phần trăm bao nhiêu thông tin đó chúng ta phải chờ được thứ sáu mới có lần nhưng mà chúng ta đã thấy đó là có một cái thống kê khác cho thấy được là cái số lượng người mà bị sa thải đó ở trong tháng 6 đã ít hơn so với tháng 5. Ít hơn một chút thì các bạn là 1.53 triệu so với là tháng 5 là 1.55 triệu. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy được là trong tháng 6 đó thì cái số lượng việc làm mới là 9.58 triệu so với lại tháng trước đó là tháng 5 đó là 9.62 triệu mà thôi thì chúng ta thấy được là cái tuyển dụng cũng đã giảm xuống một chút nhưng mà thất kỳ cũng giảm xuống một chút nói chung đó, thì chúng ta đang tiến về cái số hướng là cân bằng cái số lượng người mà thất nghiệp với lại cái số lượng việc làm mà có sẵn hiện tại trên thị trường. Và đó cũng là điều mà Fed đã mong muốn trong thời gian qua các bạn. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là tình hình kinh tế đang tiến về xu hướng mà Fed mong muốn. Miễn là chúng ta không có phần trăm lạm phát tăng trở lại thì cái đợt tăng tuần vừa rồi là đợt cuối cùng rồi các bạn. Hy vọng là như vậy.